Rồi, xin chào với mọi người, đây là cái mẫu chặt gà nặng 1 kg của bên em. Con này bên em làm độ nặng nó là 1 kg các bác nhé. Cái cán em sử dụng cán gỗ cẩm lai, cẩm này rất là đầm tay các bạn, cẩm rất là đầm tay luôn. Độ dày sống dao nó khoảng tầm gần 7 ly, rất là dày các bác nhé. Dạo này các bác có thể chặt gà vịt ngan, chân giò rất là ok. Các bác mà thích cái dòng dao nặng đầm tay thì các bác dùng con này. Cái cán bên em mài 6 cạnh các bác nhé, mài 6 cạnh. Cái bác cầm này sẽ giảm cái độ trơn trượt đi rất là nhiều so với cái cán mình mài tròn. Rất đầm tay các bác nhé, chặt thì cực sướng luôn.